gần nhau để cho các bác để dễ quan sát này. Đấy, đây là hai mẫu nhá, một mẫu Deton và một mẫu Seiko này các bác này. Đấy, hai cái mẫu mã mẫu nào cũng đều rất là đẹp và chắc chắn. Đấy, các bác có thể là tham khảo để lựa chọn cho mình một cái mẫu sản phẩm mà phù hợp với mình nhá. Đấy, thì còn các bác mà xài gia đình ấy, bác làm ít hơn một chút thì các bác có thể xài sang một cái mẫu nó vừa tiền hơn. Vừa tiền hơn thì bên em sẽ có cái mẫu boss này nhá. Đây, em sẽ chi tiết tới các bác cái mẫu này. Đây là máy khăn boss này. Đấy, thì đây là boss 2-26 nha. Cái đợt này thì bên em nó sẽ có đầy đủ phụ kiện. Nói chung là có đầy đủ hộp cho các bác. Khoan boss thì cái mức giá của nó rất là tốt. Hôm nay thì em sẽ thanh lý cái mã này. Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì bên em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình một cái mẫu máy khoan bê tông. Đây là hàng thương hiệu chính hãng của Đất Tông nhá. Một cái mẫu sản phẩm cực kỳ là chất lượng. Với cái mẫu sản phẩm này thì hôm nay bên em sẽ có một cái chương trình tri ân giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình. Các bác mà đang có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước như những nơi khác. Các bác chỉ cần cung cấp đầy đủ cho bên em đầy đủ thông tin địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Và trước khi nhận hàng các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm. Thì với cái mẫu sản phẩm này em sẽ chi tiết tới các bác đầy đủ trọn bộ nhá. Khi mà các bác đặt mua thì nó sẽ có một cái hộp giấy như này nhá. Nó sẽ có đầy đủ thông số kỹ thuật cho các bác này. Con này cái model của nó sẽ là DK2603C các bác này. Và cái thông số kỹ thuật nó ở bên này. Đấy. Với cái sản phẩm này thì công suất của nó sẽ là 1050W nhá. Và vòng tua là đây. Tất cả các cái thông số kỹ thuật này, vòng tua này 1180 vòng trên 1 phút. Đấy, đầu mũi khoan 2-26 nhá. Máy đầu gài, đấy công suất và những cái Hz này, tần số 50 đến 60 Hz này, điện 220 đến 240V này. Nó sẽ có đầy đủ thông số như này cho các bác. Thì Deton thì nó là cái hàng thương hiệu chính hãng nên là các bác xài thì cực kỳ là yên tâm về chất lượng nhá. Và với cái sản phẩm này ngày hôm nay nó sẽ có đầy đủ trọn bộ cho các bác này. Nó có hộp giấy và hộp nhựa như này luôn. Bên trong nó sẽ có hộp nhựa nhá. Và Deton logo dập nổi như này luôn này các bác này. Hộp của nó rất là dày dặn, đẹp và chắc chắn. Bên trong này thì các bác có đầy đủ trọn bộ sản phẩm, nó sẽ có bao gồm là một máy này. Đấy, đây, có giấy sử dụng, hướng dẫn sử dụng nhá. Có phiếu bảo hành chính hãng của công ty luôn này các bác này. Có phiếu bảo hành này. Và đây là máy này. Máy thì nhìn cái con máy nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy thì máy này nó sẽ là máy 3 chức năng nhá. Và bên trên này nó có tem mác đầy đủ luôn này các bác này. Hàng công ty mà các bác. Đấy thì nó sẽ có đảo chiều phần bên này. Đấy, công tắc bóp này. Máy thì là đầu gài nhá. Đầu mũi khoan 2-26. Con này thì công suất của nó cực đại, 1050W nhá. Đây, cái thông số kỹ thuật ở trên máy nó có luôn này các bác này. Đấy, công suất là 1050W. Có đầy đủ phụ kiện này, một máy này, một tay cầm này. Và các bác được tặng kèm theo là một đôi chổi than dự phòng như này bên ngoài nhá. Và trong này nó có theo rất là nhiều mũi khoan và mũi đục này. Đây này các bác này. Nó sẽ có 3 mũi khoan và 2 mũi đục nhá. Đây các bác có một mũi đục nhọn nhá. Đấy, hai cái mũi đục này, một mũi đục nhọn và một mũi đục bằng như này nữa. Còn đây là 3 mũi khoan. Đấy, các bác có 3 mũi khoan. Đây là mũi khoan 10 này. Đấy, tiếp theo cái mũi này nó là mũi 6 này. Và một mũi nữa thì sẽ là mũi 8. Đấy, mũi đầu gài nhá. Tất cả đều là mũi khoan bê tông đầu gài. Mũi khoan và mũi đục kèm theo 3 mũi khoan và 2 mũi đục. Đấy, nó có nguyên bộ sản phẩm rất là đầy đủ như thế này. Nó là hàng chính hãng nên là các bác xài thì cái chất lượng của nó không có phải suy nghĩ gì rồi. Về cái sản phẩm này thì bên em cũng đã cung cấp ra thị trường rất là nhiều. Với cái sản phẩm Deton thì nó là hàng thương hiệu, hàng chính hãng nên là được rất nhiều các bác khách hàng tin dùng và các bác đã phản hồi về chất lượng rất là tốt nên là các bác yên tâm khi sử dụng cái mẫu sản phẩm này. Hôm nay thì bên em mới về kho nhá. Bên em sẽ có một cái chương trình tri ân cho các bác. Thì với một cái bộ máy khoan bê tông Deton hàng chính hãng như thế này thì hôm nay bên em sẽ gửi đến tận tay cho các bác chỉ với mức giá là 1.150.000. Đấy, với cái mức giá này thì nó là một cái mức giá cực kỳ là hợp lý với một cái sản phẩm chất lượng như thế này. Đấy thì về tất cả các dòng máy khoan bê tông thì bên em có rất là nhiều mẫu nhá. Đấy, có từ máy khoan bê tông này cho đến máy đục rất là nhiều. Đấy, không chỉ riêng mỗi hãng Đất Tôn. Bên em thì cung cấp rất là nhiều, đầy đủ để phục vụ cho các bác. Từ mẫu đắt cho đến mẫu rẻ cũng có. Với cái mẫu Đất Tôn này ấy, thì các bác có thể là sử dụng đi dài công trình thoải mái nhá. Đấy, còn các bác có thể lựa chọn Đất Tôn, hoặc là các bác có thể tham khảo thêm cái mẫu Seiko này nhá. Đây là cái mẫu của Seiko này các bác này. Seiko thì nó cũng là hàng công ty chính hãng nhá. Và cái thương hiệu Seiko thì cũng được rất nhiều các bác khách hàng đã tin dùng rồi. Con này thì công suất của nó cũng là công suất cực đại luôn. Đấy, logo dập nổi nhảy luôn này các bác này. Cái hộp của nó rất là đẹp và chắc chắn. Nói chung là Seiko thì phụ kiện đi kèm của nó cũng giống như Deton luôn. Nhưng mà cái con này thì nó sẽ có một cái mức giá hợp lý hơn. Đấy. Và với cái hàng Seiko này thì nó là hàng công ty sản xuất theo công nghệ Nhật Bản và lắp ráp ở Trung Quốc. Còn Deton thì nó là công nghệ của Đức các bác nhá. Đấy, nó đều là hai cái hãng thương hiệu. Nên là các bác xài thì cái nào cũng đều rất là ok. Đây là hàng Seiko này. Seiko thì hôm nay bên em sẽ có một cái chương trình giá rất là tốt, cực kỳ ưu đãi cho các bác nhà mình. Đấy, đây là Seiko nhá. Seiko thì sẽ có mức giá là 950.000. Công suất của nó đây, em sẽ quay chi tiết cho các bác luôn. Seiko thì công suất là 1050W nhá. Đấy thì nó cũng đều là máy 3 chức năng và có đảo chiều hết cho các bác. Và nó cũng được tặng kèm theo 2 mũi khoan. Em xin lỗi, 3 mũi khoan và 2 mũi đục kèm theo một đôi chổi than dự phòng như này. Tức là phụ kiện của nó đi theo là giống như là Deton luôn. Đấy, em sẽ đưa máy Deton và máy Seiko, đưa hai chiếc máy gần nhau để cho các bác thể dễ quan sát này. Đấy, đây là hai mẫu nhá. Một mẫu Deton và một mẫu Seiko này các bác này. Đấy, hai cái mẫu mã, mẫu nào cũng đều rất là đẹp và chắc chắn. Đấy, các bác có thể là tham khảo để lựa chọn cho mình một cái mẫu sản phẩm mà phù hợp với mình nhá. Đấy, thì còn các bác mà xài gia đình ấy, bác làm ít hơn một chút thì các bác có thể xài sang một cái mẫu nó vừa tiền hơn. Vừa tiền hơn thì bên em sẽ có cái mẫu bot này nhá. Đây, em sẽ chi tiết tới các bác cái mẫu này. Đây là máy khoan bot này. Đấy, thì đây là bot 2-26 nha. Cái đợt này thì bên em nó sẽ có đầy đủ phụ kiện. Nói chung là có đầy đủ hộp cho các bác. Khoan bot thì cái mức giá của nó rất là tốt. Hôm nay thì em sẽ thanh lý cái mã này. Nó sẽ, cái đợt này nó có hộp nhá. Cái đợt trước là em có cái lô nó không có hộp. Đấy, bác nào mà trước mà có những cái con máy khoan bot mà không hộp rồi, các bác đang cần có một cái hộp đựng máy để xách đi làm cho nó tiện, thì hôm nay bên em có mấy cái hộp bot này. Em sẽ thanh lý các bác giá 70.000. Đấy, với một cái hộp như này thì sẽ là 70.000 là chưa có bao ship. Đấy, còn hôm nay các bác mua máy khoan bê tông bot. Đấy, bê tông bot thì hôm nay nó sẽ có nguyên bộ như này. Có máy này, tay cầm và hộp đựng máy nhá. Đấy thì hôm nay em sẽ thanh lý cái mã này với mức giá là 720.000. Đấy là miễn ship cho các bác. Đấy, 720.000. Riêng với máy khoan bot là được miễn phí ship hoàn toàn nhá. 720 là có một máy này, một tay cầm và một hộp đựng máy. Đấy thì cái mã này nó sẽ không có theo mũi khoan hay là mũi đục nhá. Chỉ có máy và tay cầm thôi, kèm theo hộp đựng máy như này luôn cho các bác. Đấy, còn bác nào mà có nhu cầu mua cái hộp này nhá, thì giá sẽ là 70.000 là chưa bao ship. Đấy, các bác đi chung với hàng máy móc gì thì các bác sẽ được 3 phí ship chung luôn. Đấy, thì các bác có thể lựa chọn cho mình. Bác có thể là tham khảo về 3 cái mẫu sản phẩm này bên em. Hôm nay thì nó sẽ có một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi để gửi tới các bác nhá. Để bác làm một chút được xem được cái video này thì các bác hãy nhanh tay đặt hàng này. Đây là máy. Tiếp theo thì là bên em còn mấy cái bộ cưa xích này nhá. Còn 2 bộ thôi các bác. Đấy, em còn một bộ của Makita và một bộ của Hitachi. Nói chung là hình thức của nó giống nhau nhá. Hình thức là giống nhau, nó chỉ khác tên thôi. Cái bộ này thì hôm nay em sẽ thanh lý cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn cho các bác. Đây là cái bộ máy cưa xích bằng pin nhá. Đấy, cái này thì các bác không cần phải cắm điện nên là sử dụng thì rất là tiện. Các bác, cái bộ này nó có hộp đựng máy này và nó có một thân máy, 2 quả pin nhá. Đấy, các bác có 2 quả pin. Thân máy sẽ sử dụng chân pin phổ thông như này. Đi theo máy là có 2 quả pin 5 cell. Chân pin phổ thông nên là các bác sử dụng rất là tiện. Nếu như mà về nhà mà các bác có pin 10 cell hay là pin 15 cell, các bác vẫn có thể dùng chung được nhá. Đấy, nó sẽ có cho an toàn đây này. Cái mã này thì nó chạy động cơ có chổi than thôi nhá. Chạy động cơ có chổi than. Đấy thì và cái sản phẩm này nó sẽ có theo cho các bác là một máy 2 pin và một sạc này. kèm theo là có hai cái lam luôn. Đấy, hai cái lam cắt nhá. Một lam ngắn và một lam dài này. Và hai cái lam thì nó sẽ kèm theo hai cái xích cho các bác luôn. Đấy, các bác có thể sử dụng lam ngắn hoặc là lam dài. Khi mà các bác cắt cây nhỏ thì các bác dùng lam ngắn, còn cắt cây to thì các bác sử dụng sang lam dài. Đấy thì rất là tiện. Và kèm theo cho các bác là sẽ có một cái tô vít này, khóa mở này và một lọ dầu này. Đấy, nó đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Thì hôm nay với cái mã này em còn một cây của Makita và một cây của Hitachi. Em sẽ thanh giá, thanh lý cho các bác luôn nhé. Với mức giá là 749.000 một bộ. Đấy, 749.000 một bộ. Các bác có thể là lựa chọn Makita hoặc là Hitachi. Đấy, nói chung là chất lượng của nó như nhau. Nó chỉ khác tên và khác màu thôi. Đấy, Makita là màu xanh, còn Hitachi là màu xám như này các bác này. Đấy, mẫu là cũng đều rất là đẹp và ok nhá. Đấy thì với mức giá là 749.000 trên một bộ. Đấy, bộ máy cưa xích pin nhá, gọi là máy đa năng. Rất là ok. Đấy, một cái mã sản phẩm này nữa mong em sẽ thanh lý tới các bác này. Đây là cái bộ bu lông Hitachi này các bác này. Bu lông Hitachi thì hôm nay em còn mấy bộ nữa nhá. Em sẽ thanh lý nốt cho các bác này. Cái bộ này thì nó sẽ có bao gồm là một thân máy này, hai quả pin nhá. Đấy, pin tím này, pin 10 cell và chân pin phổ thông như này. Con máy này thì chạy động cơ từ không chổi than này. Đầu máy là đầu bu lông 1/2, có lỗ đục ra ở giữa. Các bác vừa có thể bắn bu lông, bắn vít, bắn tôm nhá. Có đảo chiều này và đèn led soi sáng này. Đấy, các bác điều chỉnh được hai chế độ nhá. Hai chế độ nhanh chậm này. Và khi đảo chiều máy qua nó có chế độ tự ngắt như này để tránh bị đứt ốc này. Đấy. Một thân máy này, hai pin và một sạc. Đấy, các bác có một cái sạc em vừa để ra bên ngoài rồi, có một cái sạc bàn nhá. Và một cái dây đeo này, một cái khẩu 22 này. Và có hộp đựng máy đầy đủ cho các bác. Đấy, hôm nay cái mã bu lông Hitachi này thì em sẽ thanh lý tới các bác với mức giá là 749.000 luôn. Đấy, 749.000. Miễn phí ship hoàn toàn về tận nhà cho các bác nhá. Đấy, hôm nay thì em cũng tư vấn tới các bác nhà mình rất là nhiều các dòng sản phẩm hay và hữu ích. Đấy, các bác mà đang cần, quan tâm và muốn sở hữu sản phẩm nào thì các bác hãy cứ liên hệ. Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì trong một cái đoạn video ngắn em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình một cái mẫu máy khoan tay sử dụng điện trực tiếp 220V. Đây là hàng công ty chính hãng, hàng thương hiệu của Deton các bác nhá. Thì với cái mã sản phẩm này hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết và một lát nữa em sẽ báo giá luôn để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo. Bác nào mà đang có nhu cầu, quan tâm, muốn sở hữu cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước như những nơi khác. Các bác chỉ cần có đầy đủ thông tin, địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Và trước khi nhận hàng các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. Thì đây là cái mẫu máy khoan Deton đầu 13 ly. Khi mà các bác đặt mua sản phẩm thì nó sẽ có nguyên hộp nhá. Đây là về cái phần thông số này các bác này. Đây là về cái phần vỏ hộp nhá. Cái mã sản phẩm này nó sẽ có model là DKID 710B. Đấy thì về cái phần vỏ hộp mà in hình ảnh máy như thế nào thì bên trong là sẽ một con máy y hệt như vậy. Với cái sản phẩm này, đây cái đầu máy của nó là đầu 13 ly, đầu kim loại các bác nhá. Thì vỏ hộp cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Thì phía bên trong khi mà các bác đặt mua thì nó sẽ có nguyên bộ như này này các bác này. Em có mở sẵn một bộ này ra đây để cho các bác được cùng tham khảo rồi. Khi mà các bác đặt mua thì nó sẽ có một máy nhá. Đây các bác có một máy như này. Đây là về cái phần máy này. Đấy, mẫu máy rất là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, các bác có một máy nhá và một tay cầm này. Và trong này nó sẽ có phiếu bảo hành của chính hãng của công ty. Đấy, nguyên bộ sản phẩm nó sẽ như này. Rất là đầy đủ cho các bác nhà mình. Này, một máy này, một tay cầm này. Và có phiếu bảo hành nhá. Được tặng kèm theo một đôi chổi than dự phòng. Và có một cái thước đo ly như này cho các bác. Đấy, nó rất là đầy đủ như thế này. Về mũi khoan, mũi vít thì là các bác có thể mua thêm về các bác sử dụng trong gia đình. Hoặc là các bác thợ làm nghề cũng có thể là sở hữu cái mẫu sản phẩm này. Và hôm nay bên em sẽ có một cái chương trình tri ân giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình với cái mã sản phẩm máy khoan Deton đầu 13 ly. Cái mã này các bác sẽ lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại nhá. Cái đầu máy là đầu kim loại như thế này. Và đi theo máy sẽ có một cái khóa mở mũi như này cho các bác này. Rất là đầy đủ nhá. Cái logo Deton này nó sẽ được dập đổ trên thân máy như này. Các bác nhìn nó đẹp cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Là hàng chính hãng của công ty nên là các bác xài thì không cần phải suy nghĩ gì về chất lượng thôi nhá. Thì cái mã này nó có cả chức năng búa này. Chức năng búa thì là có nghĩa là nó sẽ hỗ trợ được cả khoan tường. Khi mà các bác xài trong gia đình thì nó sẽ rất là tiện ích. Đấy, tiện lợi vô cùng các bác nhá. Và thông số kỹ thuật của máy này. Với cái mã sản phẩm này thì công suất sẽ là 710W. Và sử dụng điện áp là 220 cho đến 240V. Và tần số thì là từ 50 đến 60Hz. Và vòng tua là 2800 vòng trên 1 phút. Đầu 13 ly là các bác sẽ lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại. Các bác sử dụng để bắn vít và khoan. Có búa để hỗ trợ khoan tường. Các bác bắn vít khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường ok nhá. Thì với cái mã sản phẩm này hôm nay bên em sẽ có một chương trình tri ân giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình. Các bác ở tất cả trên mọi miền tổ quốc của đất nước Việt Nam, các bác chỉ cần có thông tin, địa chỉ và số điện thoại là các bác sẽ có đơn hàng. Với mức giá là 500.000 đồng, bên em miễn phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nơi cho các bác. Đặt hàng thì các bác chưa cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản trước. Các bác có địa chỉ, có số điện thoại, đơn hàng sẽ được gửi tới tận cửa nhà cho các bác. Khi nhận hàng các bác được bóc sản phẩm ra, kiểm tra và test máy đầy đủ trước khi nhận hàng và thanh toán tiền. Cho nên là các bác yên tâm. Về sản phẩm của Deton, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và chất lượng cực kỳ ok. Bên em có đầy đủ tất cả các mã sản phẩm. Các bác mà quan tâm thì các bác thể vào kết bạn Zalo với bên em qua 2 đầu số điện thoại trên màn hình. Bên em sẽ tư vấn cho các bác về tất cả các dòng máy để các bác có thể là tham khảo và lựa chọn trước khi đặt hàng. Thì trong cái đoạn video ngắn này em chi tiết về cái mẫu máy Deton 13 ly. Còn các bác quan tâm thì bên em mặt hàng rất là đa dạng. Các bác nhớ là quan tâm sản phẩm thì các bác hãy ấn đăng ký kênh. Các bác đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo của bên em nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một cái buổi video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.